Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trẻ sinh non khi trẻ sinh trước 37 tuần tuổi thai và trẻ sơ sinh nhẹ cân khi cân nặng lúc sinh thấp hơn 2,5 kg. Chăm sóc trẻ sơ sinh đã khó, với trẻ sinh non lại càng khó hơn nhiều bởi trẻ sinh non sức đề kháng kém, dễ kèm theo nhiều bệnh lý. Chăm sóc và điều trị trẻ sinh non là một thách thức lớn vì những biến chứng và tỷ lệ tử vong cao. Vì thế, khi đến các đơn vị hồi sức cấp cứu sơ sinh ICU, chúng ta mới phần nào thấu hiểu được sự vất vả của các nhân viên y tế trong cuộc chiến giành giật sự sống cho trẻ sinh non. Ghi nhận của phóng viên chương trình. Đơn vị hồi sức cấp cứu sơ sinh ICU, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Một chiếc giường đẩy được các điều dưỡng tự chế tạo để có thể tới tận giường tắm cho các bé. Thông thường, những trẻ sinh non nằm trong lồng ấp, trên người lúc nào cũng có rất nhiều dây như dây thở oxy, dây chuyền tĩnh mạch. Vì vậy, việc tắm cho bé phải được thực hiện cẩn thận. Khi các bé sinh non này mà được nằm lồng ấp ở những cái giường sưởi như thế này thì các bé lại phải trên người các bé thì là rất là nhiều những cái dây, ví dụ như dây thở oxy hoặc là các cái đường truyền đấy, đường truyền mà lưu tại trên cơ thể của bé, thì là cho nên là khoa cũng đã tự chế ra các cái giường đẩy để tắm, đẩy tắm tới các cái giường bé nằm như này và tắm tại chỗ. Khi mà tắm tại chỗ thì là để cho các bé nó không phải di chuyển và các cái đảm bảo các cái đường hô hấp cho bé này và các cái dây chuyền và các cái đường dẫn thuốc các thứ là vẫn được đảm bảo. Tùy vào từng thời điểm nhưng thông thường mỗi điều dưỡng tại đây sẽ chăm sóc cho 3 trẻ. Do là khoa bệnh nặng, bệnh nhân là những trẻ sinh non, yếu ớt. Bởi vậy, vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn tại khoa đặc biệt được chú trọng. Người nhà bệnh nhi không được vào chăm sóc, nên tất cả mọi công việc điều trị, chăm sóc bệnh nhi như truyền dịch, truyền thức ăn cho trẻ, tắm rửa, thay tã đều do các bác sĩ điều dưỡng thực hiện. Không kể ngày hay đêm, họ phải theo dõi liên tục diễn biến sức khỏe của trẻ để kịp thời xử lý những tình huống bất thường có thể xảy ra. Đảm bảo vô khuẩn thì các bé mới có cái điều trị tốt hơn được. Đấy, ví dụ như là chăm sóc một bệnh nhân thì là trước khi chăm sóc thì bàn tay của điều dưỡng là phải được đảm bảo vô khuẩn. Và khi mà trong quá trình chăm sóc ấy thì là tất cả các cái kỹ thuật mà liên quan đến bé sinh non như này thì là các bạn là phải làm rất là chặt chẽ. Đối với các bạn sơ sinh non tháng thì các cơ quan ví dụ như là hệ hô hấp của trẻ chưa trưởng thành, lồng ngực của trẻ thì rất dễ bị biến dạng, các khoang liên sườn của trẻ và các xương sườn của trẻ thì rất mềm. Do vậy thì hầu như là phổi của trẻ chưa được nở. Các bạn trẻ sơ sinh non tháng thì sẽ được nuôi dưỡng ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, sẽ được nằm giường rưỡi và có thể được hỗ trợ hô hấp khi cần thiết tùy theo tình trạng của bệnh nhân. Tiếp theo nữa là đối với các bạn trẻ sơ sinh non tháng thì thân nhiệt của trẻ rất dễ bị hạ. Sinh non ở 30 tuần tuổi, cả hai bé nhà anh Minh Nhật khi chuyển từ Bắc Cạn xuống Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã trong tình trạng rất nguy kịch, suy hô hấp nặng. Sau một tháng nằm điều trị, theo dõi sát tại phòng chăm sóc đặc biệt ICU, tình trạng các bé đã dần ổn định. Một bé đã được ra ghép mẹ, một bé nữa vẫn đang theo dõi trong phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng cũng chuẩn bị được ra ngoài với gia đình. Một bạn được cân 1,3 cân, một bạn 1,4 cân. Tình trạng cả hai bạn đều suy hô hấp nặng và thở bằng máy luôn. Và sau khi sinh xong rồi lập tức chuyển về Thái Nguyên luôn. Nếu mà chậm khoảng mấy tiếng nữa là chắc có thể là không cứu được các bé. Con cái là của trời cho, và nhận được con cái gọi là cứu được cửa tử về thì rất là hạnh phúc. Trong những tháng gần đây, hai tháng vừa qua thì tôi có được điều trị tại trong phòng ICU, phòng chăm sóc đặc biệt, thì số lượng bệnh nhân sơ sinh non tháng rất đông. Trung bình một ngày chúng tôi phải có tầm 2 đến 3 ca sơ sinh non tháng, có những hôm chúng tôi tiếp nhận đến 5 ca, mà trong đấy thì có 4 ca sơ sinh sinh đôi, tức là lượng bệnh nhân là chúng tôi là 9 bệnh nhân trong một ngày. Thì hầu như là các bạn đều ổn hết tại thời điểm bây giờ. Các bạn đều được ghép mẹ từ rất sớm, có những bạn sinh đôi cân nặng đẻ ra có 1,2 cân đến 1,3 cân thôi, thì chúng tôi cũng nuôi dưỡng ở trong phòng chăm sóc đặc biệt khoảng 1 tháng, trong đấy các bạn cũng đã được ra ghép mẹ dần rồi. Và hiện tại thì các bạn ăn rất tốt, bú rất tốt.
bé nhẹ cân nhất tại đây đã chăm sóc và nuôi dưỡng thành công là bé chỉ nặng có 600 gram. Và để cứu sống một em bé sơ sinh, non tháng, nhẹ cân như vậy, cần nhiều loại máy móc tiên tiến hỗ trợ và quan trọng hơn là sự nỗ lực không quản ngày đêm của các nhân viên y tế. Và mỗi khi bé được trở về vòng tay của bố mẹ khỏe mạnh, đó không chỉ là niềm vui, niềm hạnh phúc của các gia đình mà còn là động lực để các bác sĩ điều dưỡng tiếp tục cố gắng để giành lại sự sống cho các bé.